Kinh thật đấy, ấy hết đi còn xem, hôn nó dốc 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 đấy như kiểu tay anh ấy. Khiếp ơi, khó kinh này. Xong ấy kia đánh răng ấy đi, xong rồi vui giữa ngày luôn. Nó mềm cực. Tối thì làm vậy đi. Tối em không muốn xuống ăn cơm ấy, nhưng mà chưa không ăn rồi chẳng nhất tối em không xuống nữa thì nó cũng bị chửi là cậy xuống luôn. Không em chặn thêm ăn. Chán gì cả, ăn tí cơm. Cứt đi. Còn ngấy qua đêm mới nhổ không? Nghĩa là qua ngấy rồi, không để làm gì được luôn. Ăn linh tinh mới ngọt đấy. À hồi trước mẹ không có sữa phải cho uống nước gạo. Em không chịu uống sữa ngoài. Ừ, uống nước cơm đi. Ừ. Chứ không chịu uống sữa ngoài đâu. Không uống được, uống tầng nhà thế là. Im mồm cút. Không, đã bảo không uống được sữa bột đấy rồi gì nữa. Từ lúc đẻ ra thì chắc là sữa bột cũng không uống được. Mẹ uống với cơm. Ừ. Không uống được sữa kia đâu. Đến lớn như vậy mà. Lúc ấy em ăn xong em nằm ngủ. Biết rồi. Lúc đấy dậy muộn gì. Hôm mai thì gọi dậy.
Im mồm. Họ không làm được cái đấy gì đâu. Phí thời gian. Tiêu hết rồi còn gì nữa. Ê, cho em yêu hết rồi. Có phải không? Đâu tiêu gì nữa, tiêu gì. Thôi thôi, đâu đâu đâu, đâu quần áo đâu. Thôi, đừng mơ phép. Im mồm. Mồm đi chạy nhé. Thích thì vẫn để đấy. Có sao đâu. Sao? Ừ, em người tốt lắm mà gì nữa. Em muốn thấy anh nhắn tin với anh trai anh. Em người tốt, em ấy tốt lắm làm sao mà bỏ được với sợ chứ. Em làm được hết mà. Em ý tốt lắm làm sao mà bỏ được ấy.